Ok đâu rồi ơi, hiện tại anh em mình đang có mặt ở Go Rong. Thì hôm nay là đúng ngày thứ bảy luôn, là 9 giờ là sẽ phun lửa con rồng ấy, con cấu ấy. Cái này phố đi bộ nữa à? Ừ. Sao nhỉ? Không ăn chặn được các kiểu này. Nhạc này thì quang được. Ờ. Gì bật quyết không? Nhạc đâu, qua anh cầu mà. Tí nữa lại đâu, nhạc mình làm gì quay đâu nhỉ? Mình quay anh cầu mà. Linh này. Ờ, phú rau. Đẹp nhở? Mà nghe nhưng mà nghe nhạc. Thôi đi qua khu vực này mọi người cho có nhạc phải qua khu vực này. Nhân viên thủ vũ quay ở dây đi, quay cả dây phải. Bây giờ là tất cả là đào đúng như này phải. Chúng ta đổi độ bình thường. Chúng ta sẽ thành 2 đội đào đúng chúng ta thả được hết. Lấy ngay đừng đứng bên kia nữa. Đừng. Đừng bên kia. Đây. Đuôi. Chẳng xin chụp ảnh với tôi nhá. Yeah.
lôi bám vào đầu đi. Lôi bám vào đầu. Hai đứa đứa. Nóng nhờ, đưa đây nóng nhờ. Thôi hết rồi. Giờ bắt chuyển nắng rồng nước này. Hết rồi, về thôi. Xong rồi. Chưa, chuyển sang rồng nước đã. Chú đang sợ là cháu đúng không? Chú ơi, nóng hết là người rồi. Thôi, hết rồi. Nhá. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Hết rồi. Chưa. À, khi nào cái mồm nữa kìa. Khi nào cái mồm nó mở ra ấy. Cái mồm nó há ra ấy, thì nó bắt đầu mới phun. Đâu, hết rồi. Đổi màu à? À, kia là con rồng rồi. Con rồng này. Màu đỏ. Mình đứng nhá, khách đứng nhá.
Đấy rồi, người ta về rồi, còn gì nữa. Chưa, không được, thôi đứng nữa mà. Có, không đứng nữa. Ủa, rồi, sai rồi. Rồi, đây. Sợ không? Anh em nhờ gì em đang quay gì anh ơi? Đông không? Lôi nhìn lại xem đông người không? Lại quay lại cho Lôi nhìn lại xem đông người không kìa. Ướt hết rồi. Lỡ không? Chưa lỡ không? Hả? Không học đâu.
Ôi, chơi nữa không? Hết rồi. Chưa, vẫn còn. Hết rồi. À đây à. Thank you.
Vừa chỗ ở đâu ra đi? Rồi, ok. Đi thôi, đi ăn. Cái gì? Đi ăn mọi người ơi. Ôi, BBQ này. Ăn đây cho gần nữa đi. Bim 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 tiêu. Đà Nẵng đẹp quá mọi người ơi. Anh em mình ở gần cầu, cái cầu tình yêu gì này. Chanh nhẩu với cả sao nhỉ? Mới về nên là không hiểu. Đi coi đi. Mà là Alaka là cái gì? Mới về mến. Mua Alaka. Ăn buffet đi. Ăn buffet nhanh đi. 279 này. Ừ. Là ăn món nào đưa ra là ăn món đây đưa ra ăn hết. À, thế mày ngồi à? Mình cơ bản chứ thử nào. Xem phải cho anh ngoài tay chia lên trước đi. Cái đồ nào ăn được người ta đưa ra được nhỉ? Vậy em lấy hai hoặc là lấy nướng hay là lẩu? Lẩu đi. Lẩu á? Lôi đi nào, lôi đâu rồi? Câu lôi đâu? Đâu
bia đâu? Bia đâu bố lôi? Bảo nào? Bia đâu? Lôi đâu? Bia đâu? Lôi đâu? Ngoan. Anh em ơi. 1 2 3 vô. 2 3 vô. 2 3 vô. Hô lại, hô lại, hô lại. Hô lại đi. Lại. Nào. Hô to nào. Anh em ơi. Nào. Anh em ơi. Ơi. 1 2 3 vô. 2 3 vô. 2 3 vô. Có này là bảo để con để bên này để lau. Anh em ơi, sao anh như này á? Sao lại kêu anh em ơi? Đây các chú ơi. Các chú ơi. Cái này cũng không nóng đúng không? Cho lẩu lên trước đi. Mấy con ngao để ăn được tí. Cái này tí là mấy nhỉ? Đồ lẩu đây đúng không? Nhưng mà mình ăn mấy con ngao này trước là tí no không ăn được gì đâu. Thế à? Ừ. Thế phải ăn sao? Ăn con ngao này thì mình có nhiều đạn là tí không ăn món bò biết là không ăn đâu. Ờ, kinh nghiệm với em đi quê đấy nhỉ? Ờ, kinh nghiệm rồi mà. Không, mày không nghe nói nhớ nhỉ? Thích mà, mày thích ăn. Vui, cháu vui. À, mấy đang đi chơi về vui phải không? Ừ. Lúc mấy con cô bờ rà nó phun gì đấy? Cô bờ rà á? Phun như nào, nó phun như nào nhỉ? Phun gì nhỉ? Phun gì nhỉ? Phun luôn. Phô gù. Phun. Vậy. Bề vòng phun. Phun. Đang ở đâu? Phun. Phun. Đang ở đâu? Dài 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 dài. Tối về kiểu gì ông mình cũng mơ này. Mơ. Mình cũng mơ này. Năm chạy chú mà. Mơ hết. Hôm nay hết lên nước. Nước phun này nó hết chảy bóng. Thá thá chảy. Em ơi. Bia cũng buffet đúng không? Nhưng mà bây giờ anh đi ăn buffet anh uống bia vào cũng giống nhau mà. Anh no mà. Cũng cũng uống bia vào anh có ăn được thì đâu. Thế anh chắc uống không ăn đúng không? Uống thôi. Ăn đi thôi. Ăn thôi cũng uống nhiều vào. Thôi uống đi, uống đi, uống đi. Nó rồi. Lô nào? Lô này. Đi là bút bẻ anh. Thôi thôi, hoàng nào, hoàng nào. Các cô, các chú không phải là các anh đâu nha, thằng em mất dạy. Anh em ơi đi được. Anh em ơi. Một. Hai. Ba. Dô. Dô. Đập mệt quá ông ạ. Méo thật thôi, méo thật thôi. Đây. Ôi, méo rồi. Không được, méo mà một người. Bố lôi gì cậu? Bố lôi cười thôi. Như một cái voi. Rồi, no rồi. Bố lôi này. Bố lôi này. Bố lôi bia đấy nhá. Rồi, ông muốn ăn đi. Ăn đây, tự đưa ăn nhé. Ăn đây, ăn đây. Wow. Ăn đây. Người đã kia quần. Lại đây cái sao? Kia chắc quần. Người đã kia chắc quần. Kia chắc quần. Mang về. Trừ tiền đấy anh nhá. Nó không cần mà. Một là chưa cầm về, hai là trừ tiền thôi. Tối anh đói mà anh ăn. Nha, em gái nha. Ok, ok. Đấy, mình tiết kiệm nữa. Thôi được không? Lôi đi ỉa quần nữa bạn ơi. Ăn mày ỉa quần. Bây giờ bố lôi đang đưa lôi đi rồi. Rồi. Chán thật. Chán thằng cháu thật. Ok. Ok nha mọi người. Hiện tại anh em mình là đang ăn uống xong xuôi rồi. Thì bây giờ ra đây ngồi cho mát nhá. Đây. Ngắm cầu rồng về đêm. Quá đẹp luôn. Đà Nẵng quá đẹp. Lôi chơi lên lôi ơi. Sướng ơi. Lôi cẩn thận đừng có chảy ra ngoài đường nhá. Lôi chơi như này tối về mơ chết luôn.
chú Tiến tạo bóng cho Lôi nhá. Ok, chào tất cả mọi người nha. Bây giờ là anh em sẽ ăn uống nước ở đây, ngắm xe Đà Nẵng một tí, rồi là ngày mai tiếp tục hành trình nha mọi người ơi. Chào các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn ơi, chào các bạn.